112 nha các bạn. 15.53. Vũ mến chào các bạn. Đó, hôm nay thì gặp lại hai con pho nè bà. Hai con pho 4.000 nha các bạn. Đó, đây là chiếc hai cầu. Đây là chiếc một cầu nè. Đó. Ở đây thì nó thuộc về Trầm Dừa nha các bạn. Trầm Dừa xã Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh. Còn lên chút xíu nữa qua con kinh là nó thuộc về của Sa Nghe rồi. Pho 4.000. Chảo. Đã cứng quá cài không xuống luôn rồi. Để chiếc này mà ảnh chạy đạp ít hơn một lần anh đạp lẹ lắm. Phía trong này, trong miếng đấm chàm này nó cứng hay sao nè, chứ không nổi. Cảm giác nó cứng quá. Bạn thấy không, phải trong đám chàm không, ra phía ngoài nó ăn sâu nè, trong đám chàm nó cứng. Bây giờ mình biết lý do tại sao mà cài không xuống rồi nè các bạn. Đang coi rơm nó dày nè, dày quá dày luôn, cài không xuống. Xuống mà nó gió sau là gió của Nguyễn Đỉnh luôn nè các bạn. Gió dưới gió sau thấy còn đẹp quá. Tóc gà này cài sớm quá nè, không có đốt được, không gầy mưa đó các bạn. Khúc trong đó nó ăn cạn á, ảnh cho ăn thêm lần nữa nè. Nhìn thấy hai cầu là thấy đã hay đó các bạn. Đó, pho 4.000 thì động cơ pho 3.3 lít 3 máy 55 HP. Cái tông đó là 112 nha các bạn. Cục máy này thì còn thấy sạch sẽ, khô ráo đẹp nha các bạn. Đó, khúc này ăn sâu nè. Đất lên đẹp ha. Vài lần tại mấy tháng trước mình quay nó chạy hai chiếc chạy đất lên dữ lắm các bạn. Đó, hái đầu nè, hái đầu thường thường là nó ăn không xuống không sâu nè. Đó, chạy qua. Mười lăm chấm năm ba sáu không nhỏ, gió trước cũng Nguyễn Đỉnh luôn. Cài xong.
cục máy T4 các bạn. Cầu này cầu lên nè, cầu lên nó có ô bự, nó khác hơn mấy cái cầu mình quay các bạn. Đó, mình quay mấy cầu mà nó mấy cầu mất tiền đó, mấy cầu đó là nó xịn hơn cầu này. Sử dụng cầu trước các bạn, cầu trước nó không có sử dụng, anh đang sử dụng cầu sau không à. Mình đi quay mấy cài cặp lậu dầu nè. Có nhiều người chạy xe ngang nhìn mình nói mình chắc đang bị bệnh đó. Chạy lòng vòng thấy chứ mấy cài. Hai cái đầu nó bị cạn các bạn, là lúc nào anh cũng kéo hai lần hết á. Lên rồi, bây giờ thôi mình ngưng cái chiếc này ở đây, mình qua mình quay chiếc bên kia nha các bạn. À, wow, quay cái chiếc một cầu chạy cho các bạn xem, chiếc một cầu này chạy lên đất chứ lắm nè. Nhưng mà chiếc hai cầu này nhìn thấy dàn chân đẹp ghê các bạn. À, thấy hai cầu là mình khoái à. Có chiếc kho qua xới này các bạn, số 4.000 nữa nè, 4.000 qua xới kế bên đó nè. À, bữa nay gặp ba anh kho 4.000 luôn, giữ.